Mai xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Thanh Mai sẽ dẫn quý vị và các bạn đi du lịch ở đâu nè. Bây giờ đang trong thời đại dịch bệnh đó các bạn. Nhưng mà Thanh Mai sẽ dẫn quý vị và các bạn đi đâu? Thanh Mai dẫn quý vị và các bạn đi Thái Lan nha. Thì trong video clip phần 1 và phần 2 thì Thanh Mai đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều thông tin về Thái Lan. Và trong video clip phần 3 này thì Thanh Mai sẽ rất là vui được làm hướng dẫn viên du lịch và dẫn quý vị và các bạn chúng ta đi khám phá một cái khu vực chợ nổi nổi tiếng nhất ở Pattaya của Thái Lan. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ đi ngắm biển của Pattaya và chúng ta sẽ đi ăn buffet, khám phá ngôi nhà đẹp nhất của một trong ba tỷ phú giàu nhất của đất nước Thái Lan đó các bạn. Thì các bạn xem hết video clip này nha. Đi du lịch cùng với Thanh Mai nha các bạn. Chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ rất là thú vị nha. Thái Lan sở hữu cho mình rất là nhiều địa điểm hấp dẫn khách du lịch. Trong số đó thì không thể mà không nhắc đến chợ nổi Pattaya, một khu chợ độc đáo của xứ sở chùa vàng. Những mặt hàng thì được bày bán ở đây rất là đa dạng, nhưng mà hấp dẫn nhất vẫn là món ăn vặt đường phố. Nếu mà bạn muốn đến đây và thưởng thức tất cả những cái món ăn vặt đường phố của Thái Lan á, thì chắc chắn một điều, khu vực chợ nổi Pattaya là sự lựa chọn số 1 cho các bạn. Hoặc là các bạn cũng có thể thuê những chiếc thuyền, các bạn đi dọc theo những cái con suối này các bạn để vào trong cái khu vực chợ nổi ha. Thì các bạn sẽ thấy những cái chiếc thuyền đầy ắp hoa quả tươi ngon và những cái mặt hàng rất là hấp dẫn cho du khách. Đó thì cái chợ nổi này được đưa vào hoạt động vào năm 2008. Khu chợ này có diện tích khoảng là 100.000 m2. Và có tên đầy đủ là chợ nổi bốn mùa. Nơi đây thì được quy hoạch và chia thành bốn khu vực rất là riêng biệt, tượng trưng cho bốn mùa của Thái Lan, bao gồm là Bắc, Trung, Nam và vùng Đông Bắc. Mỗi một khu vực thì bán những cái vật dụng nè, hàng hóa nè, sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền. Du khách mà đến đây này các bạn thì có thể chụp hình với những cái con vật rất là ngộ nghĩnh, hoặc là du khách có thể là thuê thuyền để đi. Đó thì sau khi mà các bạn đi qua cái cổng này này các bạn, cái cầu này các bạn sẽ đi vào trong ha. Đi vào trong thì có rất là nhiều cửa hàng và rất là nhiều thứ cho chúng ta tham quan. Đó, đây là khách đang đứng đợi thuyền này các bạn. Nếu như các bạn muốn thuê thuyền để đi, nó có hai loại thuyền ha. Đó, các bạn cũng có thể đi bằng cái cách thuyền là ta chèo đò ha các bạn không? Nè, du khách đưa tiền tip cho cái người chèo đò ha. Đó, tại vì là thông thường những cái người chèo đò này họ phải chèo rất là mệt. Chính vì vậy mà du khách làm tip cho người ta đó các bạn. Thì người ta sẽ rất là vui và chèo không cảm thấy mệt cho các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi theo Thanh Mai đi vào trong nha. Đó, dọc theo những cái bờ sông đó thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái thuyền như vậy nè các bạn. Những cái thuyền như vậy nè các bạn sẽ bán nhiều sản phẩm khác nhau ha. Giống như là cái cô đây là cô bán cái món là dạng như là con ốc đó các bạn. Đó, cô rất là dễ thương đó các bạn. Thanh Mai chỉ quay thôi mà Thanh Mai không có mua, nhưng mà cổ không những là đẹp dễ thương mà còn rất là thân thiện nữa. Nè các bạn thấy không, người Thái Lan á, người ta rất là thích ăn những cái món ăn xả với chanh, với lá chanh, và nó mang một cái đặc trưng chua cay đó các bạn. Thì khi mà các bạn đến với Thái Lan á, các bạn sẽ thấy những cái món hải sản hấp đó các bạn, rất là ngon ha. Đó thì du khách có thể thuê thuyền nè các bạn thấy không. Đó, họ đi dọc trên những cái con sông như vậy ha. Đó thì có giống như Thanh Mai chia sẻ đó, thì có hai loại thuyền. Một có là thuyền chèo bằng tay ha. Đó, du khách ngồi trên đây. Các bạn biết Thanh Mai đang đi vào cái mùa mà dịch bệnh đó các bạn, thế nên là hầu như là tất cả mọi người phải đeo khẩu trang đó các bạn. Đó, kể cả người bán hoặc là du khách ai cũng phải đeo khẩu trang ha. Nếu như các bạn muốn ăn chẳng hạn như là mì hải sản của Thái Lan
hoặc là tất cả những cái đồ nướng đó các bạn. Thì khi mà các bạn vào trong cái khu vực chợ nổi này nè các bạn, nó rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Có rất là nhiều cửa hàng chạy dọc theo bờ sông ha. Đó, các bạn có thể là mua sản phẩm của những người bán ở trên sông, hoặc là các bạn cũng có thể mua trực tiếp từ những cái cửa hàng dọc theo bờ sông. Đó, các bạn thấy món xoài ha. Cái món xoài ở Thái Lan thì chắc chắn là ngon rồi. Bởi vì các bạn biết không, trái cây ở Thái Lan đó thì rất là ngọt. Khi mà các bạn vào trong chợ nổi của Pattaya, hay còn gọi là chợ nổi bốn mùa này nè các bạn, thì các bạn bắt buộc phải mua vé vào cổng nha. Vé vào cổng cho một người như vậy là 200 baht. Nếu như mà em bé đó mà cao trên 1m20 cũng phải mua bằng giá của người lớn ha. Đó, các bạn thấy không nè, thông thường một cái thuyền chèo như vậy đó thì thường là 8 đến 10 du khách có thể ngồi chung với nhau được. Và khi mà các bạn đến đây đó các bạn, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chợ nổi này nó hoàn toàn khác so với chợ nổi của Việt Nam. Ở Việt Nam chúng ta thì có 3 cái chợ nổi nè, có chợ nổi Cái Bè, chợ nổi Cái Răng và chợ nổi Phong Điền đó các bạn. Thì Thanh Mai chỉnh lại cái máy camera. Các bạn biết không là chợ Việt Nam, chợ nổi Việt Nam đó, các bạn có thể vào tham quan thoải mái luôn, các bạn không có cần phải mua vé. Nhưng mà khi mà các bạn đến chợ nổi bốn mùa của Thái Lan, hoặc là bất cứ một cái chợ nổi nào của Thái Lan, thì các bạn bắt buộc phải mua vé vào cổng. Bởi vì những cái chợ nổi như vậy nè các bạn, họ thiết kế để phục vụ cho khách du lịch. Khách du lịch đến đây thì vào tham quan là phải mua vé vào cổng nè. Đó, như là 200 baht có nghĩa tương đương với khoảng là 150.000 đồng đó các bạn. Đó, cho một người vào cổng ha. Đó, khi mà các bạn vô đây hoặc là du khách vào đây thì chắc chắn là phải mua sắm rồi, hoặc là sẽ được thưởng thức tất cả những cái món ăn. Nhưng mà chắc chắn một điều là chúng ta phải trả tiền, và chúng ta cần phải đóng góp thêm cho nền kinh tế của Thái Lan ha. Không có miễn phí đâu các bạn. Nhưng mà ở trong đây có rất là nhiều món ăn rất là ngon. Và Thanh Mai chắc chắn một điều rằng là khi mà các bạn, nếu như các bạn có nhu cầu và thích được thưởng thức tất cả những cái món ăn đường phố của Thái Lan á, thì các bạn đến đây nè các bạn, là một nơi rất là lý tưởng cho các bạn thử tất cả những cái món ăn ha. Đó, Thanh Mai đứng ở trên cao này các bạn, ở đây các Thanh Mai có thể quay dễ hơn để chia sẻ cho các bạn đó các bạn. Đó, Thanh Mai đứng ở trên cao này rồi. Đó, thì có thể thấy được toàn cảnh ngoài cái khu vực bờ sông ha. Các bạn biết không, bây giờ đang mùa dịch bệnh nên du khách cũng hạn chế đến đây nè. Từ trung tâm của thành phố Pattaya đó các bạn, thì chúng ta đi xe khoảng 45 phút thì chúng ta sẽ đến khu vực chợ nổi bốn mùa. Và các bạn biết không là cái chợ nổi này nè các bạn, nó khác với chợ nổi ở Việt Nam chúng ta đó. Là ở chợ nổi của Việt Nam chúng ta đúng không, thông thường là không có bán cái gì cho du khách hết trơn á. Thì người dân á, đó là chợ nổi do người dân họ tự buôn bán và kinh doanh tất cả những cái sản phẩm theo mùa ở địa phương luôn. Còn trong khi đó thì chợ nổi bốn mùa ở Thái Lan nè các bạn, thì nhà nước của Thái Lan đã thiết lập ra cái khu vực chợ này để nhằm bảo tồn cái giá trị của cái khu chợ. Bên cạnh đó thì thu hút khách du lịch đến tham quan cái khu vực Pattaya. Đó, du khách có thể mua sắm ăn uống tất cả mọi thứ. Nè các bạn thấy không, cái thuyền này có một người bán đó các bạn. Bán cái loại bánh này á, Thanh Mai nghĩ nó giống như cái bánh khọt của Việt Nam mình đó các bạn ha. Thì ở bên trong có, nó cũng có tôm nè ha, nó có nhân ha, nó rất là ngon. Và đặc biệt là chúng ta cần phải ăn với tương ớt đó các bạn, nó cũng giống như cái cách mình tráng bánh xèo đó các bạn, nhưng mà nó là bánh khọt đó các bạn. Rồi các bạn có thể thấy tôm nè ha. Nếu mà các bạn ăn tôm là 300 baht, nhưng mà nếu mà các bạn ăn mì với tôm là 100 baht. Và cái món bạch tuộc này các bạn, nó cũng trộn với bột và cũng nướng lên đó các bạn. Nó giống như là cái món ăn rất là nổi tiếng của Nhật Bản đó các bạn ha. Cái món này cũng ngon lắm, mà có nướng với cả maizena này đó các bạn. Đặc biệt là bên trong khu chợ đó cũng có một cái nhà thờ, là nơi mà thờ một cái vị thần, cũng như là cái người mà sáng lập ra khu chợ đó các bạn. Thì bên cạnh cái khu vực của cái nhà thờ này nè các bạn, thì bán rất là nhiều tượng của tất cả những cái vị thần ha, đó, linh thiêng của người Thái Lan, cũng như là các bạn sẽ có thể mua được những cái bức tượng bằng
bằng đồng á các bạn, giống như là tượng Phật đó các bạn. Đó, Thanh Mai đứng ở trên khu vực cầu đó thì Thanh Mai có thể thấy được cái toàn cảnh của những cái con thuyền. Nè, cái thuyền này là các bạn, cái thuyền này là đi bằng chạy bằng động cơ nha các bạn. Đó, còn cái thuyền mà các hồi nãy Thanh Mai quay là các bạn thấy cái thuyền đó là thuyền chèo bằng tay ha. Đó, bây giờ các bạn biết không Thanh Mai làm gì không? Đến với Thái Lan đó thì có một cái món ăn vô cùng nổi tiếng, đó chính là xôi xoài. Thì Thanh Mai đã tham quan Thái Lan biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà Thanh Mai chưa bao giờ thử xôi xoài đó các bạn. Hôm nay thì Thanh Mai cho du khách của Thanh Mai tự do là 1.5 tiếng. Chính vì vậy là Thanh Mai cũng muốn quay cái xôi xoài để chia sẻ cho các bạn. Và các bạn thấy không, khi mà Thanh Mai mua xôi xoài đó thì xôi người ta đã nấu rồi, người ta để sẵn ở trong cái hộp màu trắng đó các bạn. Rồi sau đó thì người ta mới bắt đầu gọt xoài ha. Đó, người ta bỏ xoài lên trên của cái xôi, sau đó là chan thêm nước cốt dừa vào bên trong nè các bạn thấy không. Đó, các bạn thấy không, nước cốt dừa nó cũng loại lỏng đó các bạn, nó không có nấu đặc đâu các bạn. Bây giờ thì Thanh Mai muốn thử để chia sẻ cho các bạn là tại sao xôi xoài lại nổi tiếng nhất ở Thái Lan nha các bạn. Đó, nó bán khoảng là 70 bạc cho một hộp như vậy đó các bạn. Đó thì bây giờ nha, chúng ta sẽ thử xôi xoài thì cái vị nó như thế nào nha các bạn. Đó, xoài đó thì các bạn thấy không, nó rất là vàng và nhìn nó rất là hấp dẫn đúng không nào. Đó, còn bây giờ thì Thanh Mai phải thử, Thanh Mai mới biết, bởi vì thật sự là Thanh Mai biết là xôi xoài nó rất là nổi tiếng. Nhưng mà bản thân Thanh Mai cũng chưa thử lần nào. Đó thì trong ngày hôm nay Thanh Mai sẽ thử và chia sẻ cho các bạn nha. Theo bạn thì Thanh Mai nên thử cái gì trước? Bây giờ chắc là Thanh Mai sẽ ăn xoài trước ha, để coi thử là xoài của Thái Lan và xoài của Việt Nam khác nhau như thế nào. Ăn có một mình cho hai cái muỗng, hai cái nĩa, để các bạn coi xoài ha. Con mời hai bà ăn thử chuối nướng nữa. Rất là ngọt đó các bạn. Thử cho biết. Nói chung là khi mà chúng ta nói đến trái cây của Thái Lan thì chắc chắn là ngon rồi ha. Trời ơi, nhìn mặt Thanh Mai ăn giống như con khỉ vậy đó các bạn. Tại vì sao? Các bạn biết không? Cái nếp á, cái xôi á, người ta không có nấu với đường đâu các bạn. Chúng ta chỉ ăn xoài, cái vị của xoài nó làm cho ngọt thôi, còn nước dừa người ta cũng không có bỏ đường đâu các bạn. Thực sự là khi mà Thanh Mai ăn á, Thanh Mai thấy á, cũng bình thường lắm các bạn, không có ngon lắm đâu. Nhưng mà cái này là nổi tiếng nhất ở Thái Lan đó các bạn. Tại vì các bạn biết sao không, tại vì khi mà người ta nấu xôi nè, người ta nấu nước dừa đó các bạn, người ta phải để cả ngày luôn ha, ta bán cả ngày. Nên nếu mà người ta nấu chung với nhau thì chắc chắn một điều là người ta sẽ không giữ được lâu. Chính vì vậy mà, tại vì cái xôi nó không được nấu chung với nước dừa đó, cho nên là mỗi thứ một cái, Thanh Mai có cảm giác như là cái vị nó rất là rời rạc, nó không có liên kết được với nhau. Còn nếu như mà cho Thanh Mai nấu thì Thanh Mai dám khẳng định là Thanh Mai có thể nấu ngon hơn cái này. Tại vì sao, chúng ta ở nhà, chúng ta có thể nấu nếp chung với lại là nước dừa đó các bạn. Xong rồi sau đó chúng ta có thể cho ít đường vô luôn, và chúng ta để trong tủ lạnh đó. Đặc biệt là Thanh Mai có thể bỏ thêm một ít gừng nữa đó các bạn ha. Thì các bạn sau đó các bạn ăn thì các bạn sẽ bỏ xoài lên, và đặc biệt là Thanh Mai có thể nấu cái nước dừa các bạn nó đặc hơn một chút ha, thì chắc chắn nó sẽ ngon hơn cái này các bạn ha. Khách sạn của Thanh Mai thì nằm ngay trung tâm của biển Pattaya luôn. Thế nên là từ khách sạn mà đi ra khu vực biển này các bạn chỉ cần đi bộ khoảng tầm 10 phút thôi. Đó nên không cần phải đi xe, mà sáng nay mọi người sẽ đi bộ. Mà các bạn biết không, Thanh Mai là quên không có mang theo cái đôi dép lê, cho nên là Thanh Mai phải nhờ một chị trong đoàn mua cho một đôi dép lê. Và các bạn biết sao không, muốn đi từ khu vực biển Pattaya ra khu vực đảo đó thì mọi người sẽ đi bằng cano. Các bạn biết không, là hướng dẫn viên du lịch đó, Thanh Mai cũng bây giờ nhỏ nhen ích kỷ. Thanh Mai lúc nào cũng nhường cho khách mình lên hết trên du thuyền trước, và Thanh Mai là người cuối cùng. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng là cái vị trí Thanh Mai ngồi là cái vị trí tốt nhất trên du thuyền đó các bạn. Bởi vì cái vị trí Thanh Mai ngồi là không có xây sóng đó các bạn. Còn mấy cái người ngồi ở trên, mà đặc biệt càng ngồi càng trên cao đó các bạn, thì cái khả năng mà xây sóng nó càng lớn. Bởi vì sao? Thuyền nó nhấp nhô bập bềnh, và thông thường cái người lái thuyền đó các bạn chạy rất là nhanh. Và thời gian di chuyển khoảng tầm 45 phút từ khu vực biển Pattaya cho đến đảo này các bạn. Đó thì khu vực này đó thì các bạn thấy không, nước trong xanh rất là đẹp luôn.
cát thì có màu trắng. Và trong khu vực đảo này các bạn có rất là nhiều trò chơi vận động trên biển ha. Du khách muốn chơi trò chơi lướt sóng, hoặc là muốn ngắm san hô, hoặc là muốn chơi cano, hoặc là muốn chơi những cái trò chơi vận động trên biển là rất là ok luôn đó các bạn. Bây giờ là đang là mùa dịch bệnh. Tuy nhiên là cái thời điểm Thanh Mai đi là lúc đó nó đang bùng phát của dịch bệnh, nó chưa có phải là nguy hiểm như bây giờ. Nên là khu vực biển vẫn có rất là nhiều du khách và vẫn đông. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó không có được đông giống như ngày bình thường. Đó. Thì các bạn cũng có thể thưởng thức những cái món ăn hải sản, hoặc là đặc biệt nó có một cái món gỏi xoài đó các bạn ha. Ở khu vực bên đảo này thì rất là nổi tiếng. Nếu như các bạn có dịp đến đây thì các bạn đừng quên nha. Đó, thử món gỏi xoài và ăn hải sản, cũng như là chơi những cái trò chơi vận động trên biển. Bây giờ thì Thanh Mai sẽ cho du khách của mình đi vô nhà của tỷ phú Thái Lan nha các bạn. Ăn buffet trưa đó các bạn, thì tiện thể tham quan cái nhà của ông tỷ phú luôn. Thì nó nằm trong top địa danh thu hút hàng triệu lượt du khách đến thăm. Thì lâu đài tỷ phú Ban Sukhawadi, nó nằm ở ngay thành phố Pattaya các bạn, của đất nước Thái Lan nha. Hiện đang là điểm đến hàng đầu của khách du lịch, đặc biệt là dành cho các cặp tình nhân. Là một thành phố nổi tiếng ăn chơi và gần thủ đô của Bangkok đó các bạn, thì Pattaya tiền thân là thị trấn bánh cá đã bùng nổ và phát triển mạnh mẽ về du lịch. Và trong những năm trở lại đây thì các hoạt động vui chơi, địa điểm tham quan ở Pattaya cũng nhanh chóng xuất hiện để phục vụ cho nhu cầu của du khách. Thì trong đó thì lâu đài của tỷ phú Ban Sukhawadi luôn nằm trong top những điểm tham quan lớn nhất tại thành phố Pattaya. Và đoàn của Thanh Mai hiện tại đang đi bộ vào trong cái khu vực mà ăn buffet này các bạn. Thì các bạn biết không, là tại vì nhà của tỷ phú mà nó rất là rộng, mà một ngày như vậy thu hút cả hàng ngàn lượng khách đến đây tham quan. Chính vì vậy mà các bạn coi không, cái nhà hàng của ổng nó chứa được khoảng mấy ngàn du khách luôn đó các bạn. Du khách vào đây thì ăn buffet ha. Đó thì mọi người sẽ có rất là nhiều món ăn và mọi người sẽ ăn buffet ở trong này. Đó, nó sẽ phân ra rất là nhiều khu vực. Trong khi mà mọi người ăn buffet đó thì mọi người có thể xem được tất cả những cái màn trình diễn ở trên sân khấu. Các bạn thấy không, những cái cô gái á, mà rất là đẹp á, ở trên sân khấu đó các bạn, họ không phải là người bình thường nha, họ là những cái cô gái chuyển giới đó các bạn. Ví dụ như là ở Việt Nam có cái hoa hậu Hương Giang đó các bạn, thì tất cả những cái cô gái đang diễn những cái bộ áo tắm ở trên sân khấu đó các bạn, họ hoàn toàn là những cái người đàn ông đã chuyển giới thành phụ nữ đó các bạn. Thì khi mà các bạn đến với Pattaya thì cái việc mà các bạn xem những cái màn biểu diễn của những cái người chuyển giới này các bạn, nó rất là bình thường. Bởi vì đây là thành phố ăn chơi bậc nhất và vô cùng nổi tiếng với những cái cô gái chuyển giới ha. Khi mà họ chuyển giới rồi đó thì họ nhìn rất là đẹp, và thậm chí họ nhìn còn đẹp hơn là một người phụ nữ bình thường đó các bạn. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng là các bạn biết sao không, các cô đó thì thân hình chắc cũng là ngang ngửa với Thanh Mai thôi, không thể qua Thanh Mai được đâu. Thì các bạn sẽ thấy á, là du khách có thể tự do đi ăn tất cả những cái đồ buffet ha. Bên cạnh đó thì có thể là nhìn lên sân khấu để xem cái chương trình biểu diễn, dạng như là một trong những cái chương trình thi hoa hậu chuyển giới đó các bạn ha. Rồi các bạn biết không, là theo tiếng Thái á, cái tên của cái lâu đài này có nghĩa là Ban Sukhawadi. Ban có nghĩa là lâu đài, còn Sukhawadi có nghĩa là hạnh phúc. Chính vì thế mà người ta còn gọi lâu đài của tỷ phú á, là có nghĩa là lâu đài hạnh phúc đó các bạn. Đó, các bạn coi nè, có một cái sông công viên rất là lớn ha. Trời ơi, những cái thảm bằng dạng như là bằng cỏ đó các bạn, trang trí á, rất là đẹp luôn. Cái nhà của tỷ phú đó các bạn nhìn nó lung linh và nó dạng như là lộng lẫy cực kỳ luôn đó các bạn. Khi mà các bạn đi vào bên trong nhà thì các bạn sẽ thấy trời ơi, cái nhà nó đẹp lắm luôn á. Họ trang trí những cái hoa văn đó các bạn, mà phải nói rằng là vô cùng đẹp luôn. Lâu đài là một quần thể kiến trúc hài hòa độc đáo, kết hợp nhiều tòa nhà nhỏ tuyệt đẹp và những cái pho tượng nè, đức Phật nè, hoặc là pho tượng của vua Thạch Xỉn nè, hoặc là vua Chulalongkorn, hoặc là tượng Phật Thế Âm nè.
các bạn cũng có thể thấy được rất là nhiều hình của gia đình tỷ phú, và đặc biệt là hình của vua của Thái Lan, của ông vua Rama, các đời Rama ha. Đặc biệt là các bạn thấy không, tất cả những cái bức tượng ha, những cái thiên thần hoặc là những cái khu vườn trang trí đó các bạn, tuyệt vời luôn. Khi mà các bạn lên đây đó thì Thanh Mai chắc chắn một điều là các bạn sẽ giống như là đắm chìm trong một cái thế giới thần tiên vậy đó các bạn, bởi vì kiến trúc nó vô cùng độc đáo ha. Đó thì Thanh Mai muốn cảm ơn tất cả những cái bạn đã yêu quý và bấm nút đăng ký theo dõi Thanh Mai trên kênh YouTube. Và Thanh Mai còn 1.000 video clip đang cần Thanh Mai xử lý đó các bạn. Các bạn nhớ nha, bấm nút đăng ký theo dõi kênh YouTube của Thanh Mai nha, để cùng đi du lịch cùng Thanh Mai và xem tất cả những cái video clip trong những cái phần sau nha các bạn. Bởi vì là một người làm du lịch, thế nên là Thanh Mai là cái người mà luôn luôn đi và khám phá rất là nhiều nơi. Chính vì vậy mà xử lý video và quay video Thanh Mai nghĩ rằng cũng rất là phù hợp với cái công việc của Thanh Mai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video clip, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.